Ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Đến Tên Là Gamer ha. Và đây là một kênh dành cho Pixel và những tựa game mà mình yêu thích nha. Nên anh em nào quan tâm thì cho mình xin một like và đăng ký. Đặc biệt là mình rất cần những cái like thời gian gần đây ha, để tương tác giúp cho kênh phát triển ha. Giờ này mình đói quá. Rồi, thì mình sẽ giới thiệu anh em một tựa game mới, tựa game khá hay nhưng mà nó chưa ra mắt đâu. Và nó có cái gì mình nói cái đó nhé. Thì nếu mà anh em đã từng chơi cũng như từng biết cái tựa game Rohala rồi thì nó thuộc cái đòi gọi là Esports, mà cái gọi là đối kháng ha. Có nhiều thể loại chơi các kiểu như đánh 2-2 các kiểu, đánh xếp hạng các kiểu á. Thì mình giới thiệu anh em một tựa game mới khi mà anh em đã chán hoặc là anh em muốn tìm một cái trải nghiệm mới ha. Thì game này có tên là Rainmaker anh em nhé. Đó, thì anh em thấy không, những nhân vật của tựa game này thì nó rất là meme, và nó từ những bộ phim hoạt hình cũng như là từ những tựa game khác mà nó kết hợp lại, và nó theo cái dạng pixel ha. Những bối cảnh của map thì nó cũng dễ nhìn hơn, nó thật sự nha, mình chỉ là cảm nhận của mình thôi. Mình nhìn cái Rohala thì đôi khi đó mình chơi không có quen với cái kiểu hình ảnh đó lắm, còn cái này nó pixel dễ nhìn hơn và map nó cũng linh động hơn một chút đó. Thì mình không có bảo anh em là game nào dở hơn game nào, nhưng mà game này mình thấy là giải trí đó. Anh em muốn tìm một cái trải nghiệm mới giải trí thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Những nhân vật ở thiết kế thì cũng meme, như nhân vật này trong bộ phim hình thì bên Cartoon Network này anh em, con bạch tuộc này đó, đánh rất là hài. Hay là những võ sĩ này đó, hoặc là mình thấy có tí hồ có Getting Over X nữa anh em, cái thằng mà nằm trong cái chum á anh em đó, hoặc là con cá mập. Cá mập là chắc anh em xem cái đoạn này chắc sẽ kiểu con cá mập này nhìn giống với lại con cá mập ở trong cái Rohala quá ha. Thì mình thấy cũng giống, anh em nói cũng không sai ha. Nhưng mà game này thì nó giải trí hơn và nó sắp ra mắt thời gian sắp tới. Đây mình nghĩ là một lựa chọn khá tốt cho những anh em nào mà chán muốn chơi, hoặc là anh em muốn tìm thêm một cái sự trải nghiệm và giải trí khác. Còn nếu như anh em nào đã try hard hoặc như là role player của Rohala mà không thích thì thôi, mình cũng không có nói gì ha. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Nếu anh em quan tâm từ game này nên có thể xem giúp phần mô tả. Ok.